Phải chăng công đầu cho sự thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm là của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Truyền thông nhà nước vào ngày 20 tháng 10 đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định thăng quân hàm cấp đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lương Tam Quang và Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cường. Đồng thời thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đáng chú ý, việc tấn phong cấp tướng cho ba nhân vật kể trên được cho là hết sức vội vã, giống như ký chạy tang trước khi Chủ tịch nước Tô Lâm rời khỏi chức vụ nguyên thủ quốc gia cũng như vị trí thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Đặc biệt là trường hợp của ông Tô Lâm ký quyết định phong quân hàm đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là một người đồng hương Hương Yên với ông, bất chấp các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Chỉ trong vòng hơn 2 năm, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, ông Lương Tam Quang đã được thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Đại tướng, mặc dù theo quy định là phải ít nhất 4 năm. Công luận khẳng định đây rõ ràng là bằng chứng thể hiện lợi ích nhóm. Ngay cả số đông trong nội bộ của Đảng từ lâu nay vẫn đánh giá rằng đạo đức, tư cách và phẩm chất của ông Tô Lâm chưa đầy đủ để đảm trách chức vụ cao nhất trong Đảng. Một câu hỏi lâu nay cũng đã đặt ra là tại sao cựu Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm có một quyền lực vô đối đến như vậy? Trong khi ông Tô Lâm không phải là một trong những lựa chọn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mà kế nhiệm chức vụ Tổng Bí thư. Hơn nữa, ban lãnh đạo Bắc Kinh lâu nay vẫn nghi ngờ và không ủng hộ ông Tô Lâm, nhất là trong giai đoạn gần đây nhất. Vậy tại sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn hoành hành trong nội bộ Đảng như dỗ trốn không người, cho dù có đầy đủ các dấu hiệu cho thấy một bộ phận các tướng lĩnh quân đội phụ trách hệ thống tư tưởng chính trị và lý luận của Đảng đã công khai chống lại nỗ lực cải cách của ông Tô Lâm, mà vụ gắn ghép Đại học Fulbright Việt Nam âm mưu làm cách mạng màu là một minh chứng cho điều đó? Việc gần đây cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ 2006-2015 ông Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm thường xuyên trong các hội nghị quan trọng của lãnh đạo cấp cao khiến công luận vỡ òa. Từ đó có suy nghĩ cho rằng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong cái gọi là kế hoạch hậu Ba Dũng. Theo suy đoán kể trên, tất cả các ghế tứ trụ được cho là đều nằm trong tay các nhân vật thân tín của Ba Dũng, đó là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong khi đó, Bộ Công an đương nhiên thuộc quyền kiểm sát của ông Tô Lâm do các tay thân tín của ông nắm giữ. Cũng theo suy đoán, Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Phan Văn Giang cùng hàng loạt các tướng lĩnh thuộc khối tác chiến kiểm soát cũng được cho là người của ông Ba Dũng dày công thiết lập. Suy đoán và kể trên là căn cứ vào việc Thủ tướng Ba Dũng là người có ảnh hưởng rất lớn đối với quân đội trong thời gian trước Đại hội Đảng lần thứ 12, và sau khi về hưu, Ba Dũng vẫn còn giữ được một số hình ảnh và ảnh hưởng này trong quân đội. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương bất thường suy tôn ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư của Đảng có nhiều nghi vấn. Tại sao hội nghị không tiến hành tại hội trường Trung ương Đảng mà lại tiến hành tại hội trường chính của Bộ Quốc phòng? Đây là địa điểm không có hệ thống bỏ phiếu bấm nút điện tử, do đó bắt buộc phải bỏ phiếu bằng tay. Có nghi ngờ cho rằng Chủ tịch nước Tô Lâm hôm đó nếu không được Đại tướng Phan Văn Giang và khối tướng lĩnh tác chiến đồng tình ủng hộ thì thử hỏi Tô Lâm có dám liều lĩnh như thế hay không. Tóm lại, theo suy đoán, sự thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm cho đến nay một phần là nhờ công lao, sự bền bỉ cũng như tính toán chính xác của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin Phải chăng công đầu cho sự thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm là của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Việt Nam phải thận trọng với bài dự án kết nối hệ thống đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc? Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian gần đây có nhiều biểu hiện trái ngược nhau đến mức khó hiểu. Trước chuyến đi đầy tất khuất của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường để ý kiến Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 9 tháng 10, thì ngày 29 tháng 9, lực lượng hải cảnh của Trung Quốc
đã nhiều lần công khai tấn công ngư dân Việt Nam trên Biển Đông và đã làm bị thương rất nhiều ngư dân Việt Nam. Việc Bộ Ngoại giao sau đó cực lực phản đối và đã chỉ đích danh thủ phạm là lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc đã cho thấy tính chất nghiêm trọng cho mối quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, chưa đầy 2 tuần sau đó, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã sang thăm chính thức Việt Nam. Hai bên đã ký kết 10 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, đặc biệt là thỏa thuận kết nối 3 tuyến đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh lại có thái độ trái chiều như vậy và đang có ý đồ gì đây? Theo giới phân tích, đây không chỉ là cách hành xử theo lối vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc trước chính sách đối ngoại bất bình thường của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mà còn thể hiện ý đồ tiếp tục kiểm tỏa ban lãnh đạo Hà Nội như trước đây. Quan trọng hơn, Bắc Kinh muốn dụ dỗ Việt Nam hợp tác trong cái gọi là chính sách ngoại giao đường sắt. Đó là sự hợp tác trong việc xây dựng và kết nối 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng dài 384 km, tuyến Lạng Sơn, Hà Nội 167 km và tuyến Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng dài trên 105 km. Trong đó Móng Cái sẽ là ga biên giới trong tương lai. 3 tuyến đường sắt nói trên có một ý nghĩa và tầm quan trọng đối với Trung Quốc, đó là sự kết nối hệ thống đường sắt của Trung Quốc với Việt Nam trong cái gọi là sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Ngoài ra, trong một diễn biến riêng lẻ theo dự kiến, kỳ họp Quốc hội Việt Nam từ ngày 21 tháng 10 sẽ xem xét phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam có chiều dài 1.541 km từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh với trị giá 67 tỷ đô la. Nhưng mục tiêu hợp tác về lĩnh vực đường sắt giữa Việt Nam của Bắc Kinh không phải là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây chỉ là hư chiêu, mà thực chiêu đó là 3 dự án kết nối hệ thống đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một khi 3 tuyến đường sắt kể trên, hay chỉ riêng tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đi vào hoạt động, lập tức nó sẽ kết nối luôn với các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc với vịnh Bắc Bộ. Trong trường hợp xảy ra xung đột trên Biển Đông và Đài Loan, khi đó tuyến đường biển từ Hồng Kông đến Hoàng Hải bị khóa, thì Trung Quốc vẫn có thể ung dung vận chuyển hàng hóa thiết yếu qua các tuyến đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam để đến các cảng biển của Việt Nam. Nghĩa là Trung Quốc phải mượn đường của Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa ra các nước trên thế giới. Cũng có suy đoán cho rằng đó cũng là lý do khiến Trung Quốc phải tấp tốc làm lành để họp bàn với lãnh đạo Việt Nam thực hiện kế hoạch đã định sẵn phòng khi xung đột trên Biển Đông xảy ra. Kế hoạch hợp tác 3 tuyến đường sắt này là một nội dung trọng tâm của tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc vào ngày 20 tháng 8 nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bắc Kinh. Một dự án khác và đặt tuyến cáp quang mới trên biển cũng có nghi ngờ cho rằng vì được lòng Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẵn sàng giao cho nhà đầu tư Trung Quốc đảm trách bất chấp những rủi ro có liên quan đến an ninh quốc gia. Quý vị các bạn phải theo dõi bản tin hôm nay. Vì sao Việt Nam phải thận trọng với 3 dự án kết nối hệ thống đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc? Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de